Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh truyện tổng hợp. Trong khi manga tiếp tục nghỉ tới tuần sau thì tại Nhật Bản, anime và bản truyện in vẫn được cho ra mắt bình thường. Mới đây mình đã review lại tập 1067 khá hấp dẫn, còn bản in truyện giấy sẽ dành cho anh em nào có sở thích gom lại thật nhiều rồi đọc một thể. Cầm cuốn truyện trên tay và nghiền ngẫm từng trang, không cần quan tâm kết nối mạng đôi khi cũng thú vị, giúp chúng ta tạm rời xa công nghệ để trở về với tuổi thơ. Chính vì vậy mà mình mua không sót một cuốn nào, mặc dù đã đọc chán đọc chê thì cứ hễ xuất bản tập mới, mình lại mò ra nhà sách Kim Đồng gần nhất rước nó về cho bằng được. Đây là một phần tủ truyện đủ thể loại của mình, có thời gian mình sẽ like để cho anh em thấy căn phòng chứa đầy poster manga của một weebu là như thế nào. Trở lại với bản in tập 106 mới nhất của One Piece, điểm thú vị riêng mà đọc trên web không thể có được chính là góc SBS cuối mỗi tập. Trong mục hỏi đáp này, đích thân tác giả Oda sẽ giải thích mọi thắc mắc của độc giả, các chi tiết khó hiểu, một số thông tin thú vị về nhân vật hay kể cả những lỗi sai đều được fix lại trong bản in. Và ở số ra mới nhất thuộc tập 106 có tên Giấc mơ của thiên tài, Oda đã giải mã năng lực thức tỉnh OP no Mi của Cha Fangalore, cùng với đó là vô số chi tiết hay ho khác mà mình sẽ gửi đến anh em trong video ngày hôm nay. Giờ thì hãy ngồi ngay ngắn cho tay vào trong quần để tới với SBS tập 106 nhé. Mở đầu video mình có một câu đố nhỏ để thử tài nhanh tay nhanh mắt của anh em. Hãy tìm ra linh vật Panda Man đang lẩn trốn trong bìa của tập 106 nhé. Trong hình là các thành viên mang mũ rơm mặc trang phục tương lai do Vegapunk thiết kế, xung quanh là thành phố khoa học Egghead. Hãy comment vị trí của Panda Man xuống bên dưới xem ai là người tìm ra nhanh nhất nhé. Đáp án sẽ có ở cuối video. Còn bây giờ thì hãy cùng tới với những câu hỏi thú vị khác. Một độc giả hỏi Orochi rằng giữa Shanks và Bagman thì ai là người nổi tiếng với phái nữ hơn? Cái này trong chiến dịch quảng cáo cho phim Red, tác giả từng đề cập một lần. Oda cho hay, Shanks và Ben Bagman là các idol vô cùng được mấy em gái hâm mộ. Nhưng theo Oda, về độ nổi tiếng thì nói chung là Shanks hơn một chút đấy. Tuy nhiên, về độ sát gái thì Bagman mới là người hơn, cũng do Bag mê phụ nữ mà. Hóa ra thuyền phó băng tóc đỏ lại mê gái giống anh ba. Phải chăng ẩn ý ở đây của Oda là chức danh thuyền phó bấy lâu fan gắn cho Zoro là không chuẩn? Cái này mình không dám chắc, nhưng có một điều mình biết, đấy là lý do Ben Bagman sát gái hơn không phải vì khẩu súng của ông vừa to vừa dài đâu. Kiếm của Shanks cũng dài mà, chẳng qua bác Ben có đủ hai tay nên mấy em gái mê mẩn hơn mà thôi. Oda không tiện nói thẳng sợ fan của Shanks tự ái đấy. Hoặc có thể do Shanks có quan điểm sống khác với Ben, để ý thì băng tóc đỏ là băng hải tặc hiếm hoi không có phụ nữ trong team, có lẽ là duy nhất ở thời điểm hiện tại, bởi thuyền trưởng của họ cho rằng chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Bất chợt mình có một câu rap tặng ông chú tên Fireland như này. Tay trái Shanks đã từng to hơn tay phải, nhưng khi Hải Vương đến, tay trái anh đã không bao giờ quay trở lại. Thông tin tiếp theo, Orochi xin hãy cho cháu biết bảng xếp hạng ai là người có tửu lượng cao nhất bằng mũ rơm ạ. Oda rap. Cái xếp hạng này cũng hơi khó đấy, khi mà thích uống và uống giỏi là hai chuyện khác biệt hoàn toàn, bởi các thành viên trong băng không phải ai cũng uống với tinh thần như nhau, như Luffy chẳng hạn. Tôi nghĩ Luffy là người có tiềm năng đấy, nhưng miếng ăn vẫn là ưu tiên hàng đầu của cậu ấy thôi. Cho nên xếp hạng thứ tự tiểu lượng của băng mũ rơm sẽ như này. Số 1 Jinbe, số 2 Zoro, số 3 Nami, thứ 4 là Franky, hạng 5 là Sanji, hạng 6 Robin, thứ 7 Brook, hạng 8 là Usopp. Luffy chỉ xếp thứ 9 và cuối cùng là Chopper. Miếng ăn luôn là mối quan tâm số 1 của Lô, nên dù cậu có tiểu lượng khá tốt và thích nhậu nhẹt, tiệc tùng, nhưng khi mọi người nâng chén thì cậu ta lại vào vai dũng sĩ diệt mồi, ăn hết thịt trên bàn mà chẳng quan tâm tới ai. Câu hỏi tiếp theo là về nhóm CP9 mạnh nhất lịch sử, đối thủ của băng mũ rơm trong hai arc liên tiếp là Water 7 và Enies Lobby. Bật mí với anh em, đây là nhóm kẻ thù duy nhất tới hiện tại mà băng mũ rơm phải đụng độ tới 2 lần. Thời điểm này, tất cả các cựu thành viên của CP9 đều đã được thăng lên CP0. Tuy nhiên, những ai đeo mặt nạ như Guernica, Maha, Roruxi, Kaku hay Stussy thì đặc biệt hơn. Các tinh anh trong tổ chức CP0 được gọi riêng là nhóm Mask, Assassin và tất nhiên cả sức mạnh lẫn quyền hạn đều phải pro VIP hơn. Kể đến là vấn đề liên quan tới những người bị Seraphim S-Nex hóa đá. Độc giả thắc mắc rằng liệu đó có phải là suy nghĩ ấu dâm hay không? Bởi những kẻ bị hóa đá khi gặp bùa Hàn Cốc đều có suy nghĩ 18 cộng trước sắc đẹp của nữ hoàng hải tặc. Nhưng Oda bảo không, đó hoàn toàn là vì sự dễ thương quá đỗi của S-Nex, chứ họ không có ý nghĩ gì khác như cháu nói đâu. Làm ơn hãy trong sáng lên một chút được không? Tôi cũng có con gái mà. Tiếp tục nào, đây là hình ảnh nhân hóa hai món vũ khí gồm cây thương Mogura của Katakuri và thanh kiếm Kikoku của Law. Chủ trữ Mogura đang gặp Ace, gặp một chiếc donut, trong khi Kikoku vinh dự là thanh kiếm đầu tiên được thể hiện đã đâm thủng cơ thể kim cang bất hoại của tứ hoàng Big Mom. Để làm được điều đó, Law đã sử dụng năng lực thức tỉnh của trái quỷ tối thượng OP no Mi. Cũng trong số SBS này, tác giả Oda đã giải mã sức mạnh thức tỉnh của Law.
Room về cơ bản là sức mạnh để tạo ra một phòng phẫu thuật và bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn trong đó với tư cách là một bác sĩ giải phẫu. Thao Room có nghĩa là con dao ở trong phòng phẫu thuật, với chữ K là viết tắt của từ Knife. Tên đầy đủ của chiêu thức này phải là Knife Zoom. Người dùng có thể làm bất cứ điều gì trong Room, vì vậy khi bao bọc thanh Kikoku bởi Room là có thể kéo dài thanh kiếm ra tới vô hạn hoặc tấn công bằng cách tạo ra sóng xung kích mạnh. Tóm lại thì K là Knife. Một kỹ thuật khác của anh ấy, A Room, A là viết tắt của Range. Range mang nghĩa là khoảng cách hoặc tầm bắn của súng. Đại khái thì A Room là một căn phòng cách xa bác sĩ. Trước đây, Lo với tư cách là bác sĩ chính phải ở trong phòng phẫu thuật, nhưng với sự thức tỉnh của trại OPOP, điều đó không còn cần thiết nữa. Anh ấy có thể tạo ra một căn phòng khác nhốt đối phương bên trong và thao túng từ bên ngoài. Theo mình hiểu thì đây là dấu hiệu của phương pháp phẫu thuật nội soi, bác sĩ sử dụng thiết bị và điều khiển từ bên ngoài thay vì dùng dao mổ trực tiếp. Trang tiếp theo có tới 3 câu hỏi. Một là vụ việc xảy ra tại Lulusia, một câu hỏi về Phượng Hoàng Marco. Hai câu này mình chưa dịch được nên bỏ qua. Nhưng chắc độc giả hỏi về thứ vũ khí đã được Y Mư sử dụng để hủy diệt Lulusia, mà cái đó thì chúng ta đã biết qua chapter 1086 rồi. Nó có tên là Mother Flame, hỏa mẫu rồi về cặp bằng chế tạo. Còn câu hỏi thứ 3 là về thứ treo bên ngoài chi nhánh hải quân G14. Chúng là bóng bay, trụ sở chính của họ gần với Egghead nên tiện cho những đứa trẻ được chăm sóc và cấp thuốc chữa bởi Vegapunk. Bóng bay được treo để những đứa trẻ cảm thấy yên lòng hơn và chúng được tạo ra bởi Dawn. Mình cá đây là năng lực trái quỷ của Fordodok này. Ở trang tiếp theo, tác giả cho biết chắc máy nấu ăn trên đảo Egghead có thực đơn lên tới 500 món khác nhau, đều là đặc sản của khắp các vùng biển trên thế giới và nó có khả năng sinh ra món ăn chỉ sau 1 phút. Oda cũng chia sẻ cách thiết kế trang phục phụ nữ trong arc Egghead. Bác sẽ tập trung tôn vòng 3 của họ và ông đã dày công nghiên cứu cách vẽ mông đủ thể loại nhờ đọc hai then. Fan còn đưa ra yêu cầu Oda vẽ ngoại hình Brook trong tương lai như kiểu trước đây ông đã vẽ các thành viên băng mũ rơm khi về già. Và đây là câu trả lời của Oda. X4 luôn theo các mốc 20-40 năm tới. Nói chung bộ xương vẫn là bộ xương trắng mà thôi. Còn con mèo xuất hiện trong phần Egghead có tên là Josh. Nó làm trợ lý trên đảo. Bẩm ý thêm thì Oda lúc trẻ mới vào nghề rất hâm mộ tác giả của hai bộ Dragon Ball và Doraemon. Arc Egghead này có nhiều điểm giống với thành phố ở thế kỷ 22 trong bộ Doraemon. Mọi sinh vật trên đảo đều là cyborgs mà Vegapunk tạo ra. Vì thế chú mèo máy trợ lý có thể là tác phẩm dùng để respect cố họa sĩ Fujiko Fujio. Cũng trong số SBS tập 106, Oda đã tiết lộ quá khứ của Sentomaru. Hải quân nhận được báo cáo rằng có tình trạng gấu hoang tấn công các ngôi làng trên một hòn đảo nào đó. Vegapunk đã cùng hải quân tạo ra một hệ thống dùng để chống lại gấu. Khi hải quân đang điều tra ngọn núi nguy hiểm kể trên, họ tình cờ gặp một cậu bé đã đánh bại tất cả những con gấu bằng phong cách đấu vật sumo. Đó chính là Sentomaru, một cậu bé bị dân làng bỏ rơi do những hành vi bạo lực và hung hăng khi còn nhỏ. Vegapunk ngay lập tức mê mẩn sức mạnh của Sentomaru và đã thuê cậu bé về làm vệ sĩ cho mình. Kể từ đó, Sentomaru chịu ơn của Vegapunk, cho nên bây giờ đã gia nhập hải quân rồi vẫn sẵn sàng làm phản để giúp ông bỏ trốn. Mấy ngày qua mình đọc được không ít fake news, đại khái nói rằng Akainu là đô đốc hải quân mạnh nhất lịch sử, thậm chí hơn cả Sengoku. Garp chưa từng lên chức đô đốc nên không tính ông nội Luffy, tuy nhiên Oda không hề nói vậy. Kể cả việc xác nhận Akainu là đô đốc mạnh nhất hiện tại cũng không nốt. Oda chỉ cho biết rằng đô đốc Aramaki không ăn trong vòng 3 năm là vì năng lực của trái quỷ hệ Logia, Morimori no Mi cho phép hắn ta quang hợp, hấp thụ dinh dưỡng từ đất mẹ hoặc rút sinh lực kẻ thù. Câu chuyện về hình xăm trên ngực của đô đốc bỏ lục Aramaki có tên Shinakawa Shinju có thể liên tưởng nó với vở kịch cùng tên với ý nghĩa cuộc tự sát của đôi tình nhân trên dòng sông Shina. Câu chuyện kể về một cô gái làm nghề tư huyền hết đát, muốn tự vẫn và muốn kéo theo chàng tình nhân trẻ tuổi. Chàng trai không chịu liền bị cô đẩy xuống sông, khi đến lượt cô ta sắp nhảy thì lại có người báo số tiền mà cô muốn vay đã có rồi. Thế là Hải quay xe mặc mẹ tình nhân trẻ chết đuối, một câu chuyện hết sức là xem lé. Ôi đàn bà. Trước đây, Oda từng tiết lộ quan điểm về công lý của ba đô đốc trước time skip. Akainu là công lý tuyệt đối, Aokiji là công lý lười biếng, còn Kizaru là công lý mơ hồ. Còn với hai tân đô đốc, chính nghĩa của Isho là công lý danh dự, còn của Aramaki là công lý chết chóc. Tư tưởng của Ryokugyu vô cùng cực đoan, hắn là fanboy của Sakazuki, háo hức tới Wano một mình định lấy đầu của Luffy để lấy lòng thủy sư đô đốc, tuy nhiên hắn chỉ lấy được cái nịt. Trong khi Fujitora lại sẵn sàng quỳ gối xin lỗi người Dressrosa về những lỗi lầm Doflamingo gây ra, bởi đây là hệ quả của tổ chức thất vũ hải mà chính phủ dựng lên. Fujitora cũng thả cho Luffy và Law đi, dù khi đó ông ta dư sức làm thịt cả hai băng đó cùng Sengoku. Bất chấp việc bị Akainu kỷ luật thì đô đốc hổ tím vẫn đặt danh dự lên hàng đầu.
Có thể nói ông gia nhập hải quân chỉ để thực thi công lý, mà công lý phải được đặt ra để bảo vệ người dân, không phải chính nghĩa nằm trong tay kẻ mạnh như Đô Phi từng nói. Isho từng tự rạch mù đôi mắt vì không muốn nhìn thấy những điều bất công trong cuộc sống nữa, cho nên ông ta mới gián tiếp để quân cách mạng chạy thoát. Fujitora muốn các nô lệ được cởi bỏ xiềng xích, rời khỏi thánh địa và bắt đầu một cuộc sống mới. Có thể nói Fujitora chính là đô đốc số 1 hiện nay, xét chung cả sức mạnh lẫn đạo đức, dám nghĩ, dám làm, một hải quân đáng được kính trọng. Cuối cùng là cảnh Nami đạp liên tục vào Roroshi đang bất tỉnh. Cảnh này không được Oda lồng tiếng bởi cô đang vừa đá vừa chửi. Thằng ồn con này, Decimet mày, ăn gì mà lì như con quỷ vậy? Mày mà còn định bắt Robin nữa là tới số với bà luôn. Robin bảo thôi thôi, nhưng vẫn không can được chị đại, vì chị là người hiếm hoi có thể đấm cho đương kim tứ hoàng, kiềm vua hải tặc tương lai răng môi lẫn lộn chỉ bằng tay không. Hôm 3 tháng 7 vừa qua là sinh nhật của Nami, tương đồng với cách phát âm Na 7 và Mi là 3. Trong tiếng Nhật, một vài thông tin cơ bản về Nami như sau. Cô cao 1m7, màu sắc đại diện là màu da cam, con vật đại diện là mèo, biệt danh là miêu tặc. Món ăn thích nhất là quýt và các loại trái cây, nhưng lại rất ghét mứt quýt và mứt cam. Món nấu ngon nhất là vịt sốt cam, cơ thể cô có mùi quýt và mùi tiền. Quốc tịch trong thực tế là Thụy Điển, số điện thoại của Nami là 7373737373. Nami thuộc nhóm máu X, tức nhóm máu A trong thực tế, cùng nhóm máu với Big Mom, Shallow Lin Lin, Ben Beckman, Doflamingo, Sabo, Marco. Nhắc tới Bác Ben, trong những tập đầu tiên của One Piece, khi được hỏi đâu là nhân vật có IQ cao nhất trong One Piece, Oda đã xếp Nami đứng thứ 3 sau Ben Beckman và Kuro. Nhưng về sau bổ sung lại là Nami xếp thứ 3 tại Biển Đông, vì sau đó đã xuất hiện rất nhiều nhân vật sở hữu chỉ số IQ cực cao khác. Tên của Nami có nghĩa là ngọn sóng, là một hoa tiêu. Nami sở hữu khả năng cảm nhận và dự báo thời tiết vô cùng chuẩn xác, một năng lực hiếm thấy trong One Piece. Nami cũng có khả năng học rất nhanh và sử dụng thuần thục các loại phương tiện hay động cơ. Nếu được sở hữu năng lực trái ác quỷ, tác giả Oda đã chọn trái Gorogoro của Enen cho Nami, cô xếp thứ 3 trong cuộc bình chọn nhân vật yêu thích cấp thế giới giữa Luffy và Zoro. Vào tháng 12 năm 2001, có một cô gái tên là Chiaki Inaba đã cosplay Nami và biểu diễn tại Jump Festa năm đó. Lúc đó có một chàng trai đã em lòng yêu cô gái này, từ đó cả hai đã hẹn hò và cưới nhau vào 2 năm sau đó. Và vâng, đó là chuyện tình của tác giả Oda và vợ của ngài ấy. Hiện tại hai người đã có với nhau 2 cô con gái. Đó là tất cả thông tin có trong SBS tập 106 về câu đố ở đầu video. Thì linh vật Panda Man đây, Nico Roman hoặc Pando Robin. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh Chuyện Tổng Hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.